Trung Kiên Moto lại chào tất cả anh chị em nhé. Bây giờ Trung Kiên là hành trình của Trung Kiên là đi lên Hà Nội. Đấy, chỗ một bác mua xe nhà Trung Kiên. Và sau đó Trung Kiên từ Hà Nội đi Bắc Giang để mua hai chiếc xe All-in, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen. Đó là siêu phẩm anh em nhé. Đấy thì của bác đại gia nhưng bác không chờ cho quay video đâu. Nên là anh em đợi em cái video này, em về nhà em mua. Anh Quang lui lại gần đây. Đấy, có nghĩa em xin phép anh em này này, tất cả những người bán xe nhà em, bán xe cho em ấy, em mua xe nhà em ấy, là em đều công khai giá rõ ràng. Hoặc là em sẽ giao xe tận nhà anh em, anh em đi thử kiểm tra mới trả tiền. Còn tất cả uy tín của em là em luôn công khai này, và luôn giao xe tận nhà này. Hoặc anh em đến nhà em, anh em đi thử kiểm tra ok mới đếm tiền. Thì tất nhiên đồng nghĩa việc là khi em đã giao xe tận nhà rồi, anh em có thể gọi thợ đi kiểm tra, hoặc anh em đích thân kiểm tra đi thử, anh em mới đếm tiền. Cũng như đến nhà em đây, xe nhà em đây, thực tế anh đến anh ưng chiếc nào, anh chốt chiếc nào là anh phải kiểm tra, anh mới lấy, mới xuống tiền. Đúng không ạ? Đúng không anh em? Đấy thì đồng nghĩa việc là khi anh em kiểm tra xuống tiền rồi, thì anh em về nhà anh em đi, thì nếu nó xảy ra bất kỳ lỗi gì, anh em cứ điện cho em. Một là em gửi đồ cho anh em, thì anh em làm lại. Hai là anh em mang ra hiệu gần nhất nhà anh em làm. Đấy. Ba nữa là nếu mà gần nhà em, hoặc anh em có thể đến nhà em được, thì hãy đến nhà em sẽ bảo hành em làm lại miễn phí, từ anh xét mọi chi phí em chịu. Đấy. Và để tránh trường hợp anh em mất tiền còn em thì mất khách, thì anh em đi đâu sửa hay làm gì, hay là chơi với ai, giao lưu với ai, thì anh em phải biết được thứ nhất là giá trị kinh tế anh em bỏ ra chiếc xe này là bao nhiêu. Đấy, tiền nào thì của ấy. Để tránh trường hợp như trên mạng nhiều người bảo là ô cái xe này toàn đồ lô thôi, 25 triệu toàn đồ lô thôi. Thế thì em hỏi anh em này, thế thì 25 triệu anh em muốn thế nào ạ? Nếu anh em muốn 25 triệu mà nhiều đồ zin thì anh em phải xem kênh của em bán con xe 19 triệu đấy, toàn đồ zin luôn. Nhưng nó cũ, nó xấu. Còn 2 năm triệu em dọn mới nên nó khác. Anh em hiểu vấn đề chưa? Cũng như câu chuyện anh em đi mua cái SH mới bây giờ là 100 triệu. Anh em đi 3 năm sau, anh em chỉ bán được khoảng 70 triệu chẳng hạn, hay 50 triệu chẳng hạn. Thế thì cái người đi mua cái này mà lết mới ấy, người sẽ đánh giá là ô không, ta mua cái lết mới. Đấy, chứ ta không mua SH cũ. Anh em hiểu vấn đề em định nói trong video chưa? Nếu anh em đã hiểu rồi thì em cảm ơn anh em. Thế thôi. Còn em nói rõ rồi, em đã giao xe tận nhà, anh em đi thử kiểm tra mới trả tiền cơ mà. Thế thì em chẳng ngại gì cả. Đấy, còn tất cả cửa hàng em đây, thực sự anh em mong anh em hiểu là em rất là bận. Em đi ngày đi đêm, em mua xe, không những giao xe đêm mà còn mua cả xe đêm nữa cơ mà. Anh em ạ. Có những kèo đi 300-400 cây số, 100-200 cây số em về không. Là vì sao? Là vì em không muốn mua những chiếc xe người ta tả sai mà giá vẫn cao, hoặc là người ta tả sai xong về em tả mấy anh em sai thì tự nhiên em bị mất khách. Còn người dân chỉ có một con, em có cả 100 con, cả 1000 con em bán, em sẽ mất khách. Mà uy tín em trên mạng như nào thì anh em biết rồi. Còn tự nhiên bán ra 1000 xe thì chắc chắn phải lỗi khoảng 10%, thì chắc chắn phải có người nọ người kia. Nhưng tại sao lỗi không điện cho em, đúng không ạ? Lỗi không kêu với em mà đến khi kêu ở đâu? Đã sinh ra bảo hành không ai muốn lỗi, đúng không? Mà đã bị lỗi rồi thì không bảo hành thì đấy là lừa đảo. Còn em vẫn bảo hành cơ mà. Để tránh như gặp một bác trai ở Quảng Ninh đấy, mua nhà em về ok bắt tay hầm rồi, nhưng về nhà nó bị làm sao em không biết, bác ra hiệu nó bổ bừa ra. Nhưng em vẫn chấp nhận, em gửi đồ cho bác ấy, gửi ngon lành luôn. Thế bác cho người ta làm xong bác cảm ơn em vui vẻ với kia nơi ok rồi kia đó. Thế mà đùng cái bây giờ có một người cùng nghề lại đến lại quay video nói nọ nói kia. Thế đấy thực sự rất là mệt mỏi, nhưng không sao cả. Vì với quan điểm của em đấy, như bác trên là hôm qua bác có điện cho em kia nơi, mình cứ thật chẳng sợ gì cả. Còn người ta không điện cho mình thì đấy là do người ta thôi, đúng không ạ? Lỗi mà không điện cho em là do anh em thôi, vì em luôn công khai hết cái mạng xã hội rồi. Thứ nhất em giao xe tận nhà, anh em đi thử kiểm tra trả tiền. Thứ hai lỗi gì điện cho em để tránh trường hợp anh em mất tiền, em mất khách, đơn giản thế thôi. Đấy, bây giờ em xin phép là em từ Hà Nam em đi Hà Nội, xong rồi em đi Bắc Giang em mua hai chiếc xe. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh chị em. Một anh em mua xe phục dựng xe thì kết bạn Zalo em qua số hotline 0778 24 48 hoặc 0358 444 858, hotline mới của em cũng là Zalo là 0354756789. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh chị em. Ok.